nên nói kinh đạo chư Phật khó được khó nghe, không dễ đạt được, không dễ nghe được. Hiện nay khoa học kỹ thuật phát triển, kỹ thuật in ấn vô cùng phát triển, cho nên kinh điển in ấn với số lượng lớn nên rất dễ đạt được. 60 năm trước, khi tôi học Phật hãy kinh điển này vô cùng xúc động vì sao rất khó được chúng ta muốn được một bộ kinh đến đâu để tìm đến chùa tìm đại tạng kinh để chép lại lúc đó không có phô tô chỉ có cách chép tay một bộ kinh có khi viết một hai tháng rất hiếm có. Có đầu như hiện nay quá tiện lợi. Giá thành rất thấp. Nhưng in ấn lại rất đẹp. Chúng ta phải đặc biệt trân quý. Chúng tôi là người đã đi qua, từng trải qua những ngày tháng khổ cực không có kinh phải chép nên rất quý trọng kinh điển Người bây giờ không thấy được hiện tượng này Cho rằng quá nhiều Muốn là có Cho nên không coi trọng Không biết thương tiếc Đây cũng có thể chính là trong kinh Phật nói Phú quý học đạo nan Họ đạt được quá dễ nên không biết quý trọng gặp thiện tri thức nghe pháp có thể hành như vậy cũng rất khó gặp được thiện tri thức nghe họ thuyết pháp có thể tu hành điều này rất khó tôi giảng kinh nhiều năm chúng xuất gia Và tại gia bên cạnh tôi Có thể chúng tại gia tu hành tốt hơn chúng xuất gia một chút Tôi nghe được Nghe được Bản thân cảm thấy giật mình Ngày ngày giảng kinh Mấy người này nghe kinh Hai bên nói với nhau đây là sư phụ nói cho người khác nghe không phải nói cho chúng ta nghe tôi cũng thừa nhận vì sao không phải nói cho họ nghe vì họ không nghe nói cũng dù ít Như vậy theo bên tôi suốt đời Nhưng không học được gì Tôi hồi tưởng 10 năm ở Đài Trung Thầy Lý Giảng Kinh tôi không bỏ qua một buổi nào Thầy đến đâu giảng tôi đều theo đến đó Chúng tôi là chúng thường đi theo Chúng thường tùy có mười mấy người thầy giảng kinh từng câu từng chữ đều nói cho chúng tôi. Thái độ học tập của chúng tôi là như vậy nên mới học được một ít. Thầy nói cho người khác, không phải nói cho tôi, như vậy chúng ta sẽ chẳng học được gì. Như vậy không phải ủ phí 10 năm theo học ư? Bởi vậy, ta có thể học được bao nhiêu? thực tế mà nói như những gì đức thế tôn tuyên thuyết hàng đệ tử của ngài đã kết tập thành kinh điển lưu truyền cho hậu thế ngày nay chúng ta đạt được mở quyển kinh ra từng câu từng chữ đều là gì chúng ta mà nói không phải vì người khác nói không liên quan đến người khác như vậy mới có thể hiểu được kinh điển Mới có thể lãnh hội được ý nghĩa Ở Malaysia Có một lần tôi nói chuyện với trưởng lão Mã Cáp Điệp Tôi nói với ông Tôi đọc kinh Koran Tâm trạng tôi như thế nào? Tôi là tín đồ đạo hồi kiền thành nhất Nếu không phải tín đồ kiền thành nhất của đạo hồi Ý trong kinh Koran ta không thể lãnh hội được Tôi đọc tên cử ước, đọc thánh kinh Tôi là tín đồ cơ đốc giáo kiên thành nhất tôi mới hiểu được những gì nói trong kinh đây chính là tổ sư ấn quang nói một phần thành kính được một phần lợi ích mười phần thành kính được mười phần lợi ích ta đọc tụng nghe giảng không có chút tâm thành kính nào như vậy sẽ không đạt được chút lợi ích nào những người chưa gặp mặt tôi họ nghe giảng kinh trên mạng nghe kinh trước truyền hình họ có tâm học phật như tôi lúc đó pháp sư nói từng câu từng chữ là gì mình họ sẽ được lợi ích họ thật sự đã học được nếu nói Pháp Sư nói là vì người khác Không liên quan đến mình Vậy là họ không đạt được lợi ích gì Chư Phật Như Lai Pháp Thân Đại Sĩ Giảng Kinh Thuyết Pháp Là lấy tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng tâm chân thành tâm từ bi phổ độ tất cả chúng sanh tất cả chúng sanh đều có phần họ tiếp thu được bao nhiêu đó là vấn đề tâm thái của họ tổ sư ấn quang nói ta có mấy phần thành kinh sẽ được mấy phần lợi ích tôi từng nói tôi lấy ngài huệ năng và thần tú làm ví dụ đại sư thần tu theo ngũ tổ thời gian rất lâu chắc mười mấy hai mươi năm trở thành đại đệ tử dưới tòa của ngũ tổ nhưng ngũ tổ không truyền pháp cho ngài lại truyền cho một người mà mọi người không quen biết đó là ngài huệ năng nguyên nhân là gì tôi đem câu chuyện này làm ví dụ thần tú đối với ngũ tổ có một trăm phần thành kính nên lợi ích Ngài đạt được là một trăm phần Quệ năng đối với ngũ tổ là dạng phần thành kính Nên Ngài đạt được dạng phần lợi ích Ngũ tổ đã truyền y bá cho Ngài quệ năng Không truyền cho Ngài thần tướng Quý vị sẽ hiểu được điều này không liên quan đến việc ở với thầy lâu hay mau Cũng không liên quan đến việc nghe kinh nhiều hay ít có thể nói rằng ngũ tổ thuyết pháp Thần tú không thiếu một buổi nào Ngũ tổ thuyết pháp Ngài Huệ Năng lại chưa từng nghe buổi nào Chỉ là sau cùng triệu kiến Nửa đêm canh ba vào phòng phương trượng Nói cho Ngài nghe đại ý kinh kim càng Ngài chỉ học được một tiết học như thế Suốt đời chỉ nghe được tiết học này Chúng tôi đoán không quá hài tiếng Nhưng Ngài được giảng phần lợi ích Nhất định phải hiểu đạo lý này Các bậc tổ sư đại đức Chư vị cổ thánh tiên hiền Không ai không dạy chúng ta trực tiếp ganh giác Câu này rất quan trọng Đức Phật nói với ai? Nói với tôi, khổng tử nói với ai nói với tôi trực tiếp thừa nhận chúng ta mới đạt được tất cả nếu khách sáo không thừa nhận không bằng lòng vậy là xong quý vị chẳng được lợi ích gì Phật Bồ Tát gia trì, ân đức của tổ tông gia trì là thật, đều không phải giả. Cũng xem tâm thái của ta như thế nào. Sức mạnh gia trì nhất định liên quan mật thiết với tâm thái của chúng ta. cần phải tin thật phải thật sự lý giải tin thật hiểu sâu mới có thể đạt được